Nhận định bóng đá Fulham với Leeds United. 3 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2021, vòng 29 ngoại hạng Anh, Fulham đang chơi tốt và có lợi thế sân bãi ở trận đấu tới đây. Họ tự tin có thể giành được thắng lợi trước Leeds United ở trận đấu tới đây. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Fulham vẫn đang cho thấy sự quyết tâm cao độ trong cuộc đua trụ hạng. Hiện tại trải qua 29 vòng đấu, Fulham đang xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng cơ hội để Fulham ở lại giải đấu số 1 xứ sở sương mù vẫn rất rộng mở. Theo thống kê 6 trận đấu gần nhất, Fulham bất bại đến 4 trận, trong đó có 2 thắng lợi. Vòng đấu tới đây tiếp đón đội bóng Leeds United không có phong độ cao trên sân nhà. Soi kèo ngoại hạng Anh nhận định cơ hội để Fulham có được 3 điểm là rất cao. Nên nhớ trong 2 lần tiếp đón Leeds United trên sân nhà gần nhất, Fulham đều giành được chiến thắng. Màn trình diễn của Leeds United ở những trận đấu gần đây là không thực sự tốt. 6 trận đấu gần nhất Leeds United chỉ thắng đúng 1 trận duy nhất, còn lại 1 trận hòa và để thua đến 4 trận. Điều đáng nói hàng tấn công của Leeds United đang chơi cực tệ. 3 trận đấu gần nhất Leeds United không thể ghi được bàn thắng. Với sức công phá yếu ớt, sẽ không dễ để Leeds United có thể làm nên chuyện trước Fulham ở trận đấu tới đây. Soi kèo tài xỉu Fulham với Leeds United. Hệ thống phòng ngự của Fulham lại quá chắc chắn. Trong 8 trận gần nhất, họ chỉ có đúng 1 lần thủng lưới nhiều hơn 1 bàn. Bên cạnh đó, tấn công cũng không phải điểm mạnh của các vị khách như đã đề cập ở trận. Do đó kèo xỉu là lựa chọn an toàn cho trận đấu tới đây. Chọn xỉu. Soi kèo hiệp 1 Fulham với Leeds United. Với lợi thế sân nhà, chắc chắn đoàn quân của huấn luyện viên Scott Parker sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Tuy nhiên, Leeds United cũng không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Do đó, các chuyên gia dự đoán trong hiệp 1 dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng sẽ không có bàn thắng nào được ghi.